cô dâu ma. Trần tổng, sao ông lại đến đây? Trần tổng, mời. Được. Sao ông lại đem theo cái vali vậy? Đúng đó. Khi chúng tôi vừa bắt tâm lý, phát hiện căn nhà cũ của các cậu có chôn cái vali này dưới đất. Bắt tâm lý, ở bên đó chúng tôi vẫn còn có nhà sao? Tài sản của cụ nhà trong khu biệt thự của các cậu không phải đã quyên góp cho các cậu sao? Ồ, đúng rồi. Là cụ đại nương. Lúc bà ấy mất, tôi vẫn còn là một sinh viên hộ lý. Lúc đó bà ấy quả thực có đem hết toàn bộ tài sản và cái nhà đó quyên góp cho bệnh viện dưỡng lão chúng tôi. Đồ của các cậu tôi cũng không dám đụng linh tinh. Ngoài ra chúng tôi còn phát hiện một cuốn sổ nhật ký. Cậu xem thử đi. Tôi không biết ai có thể nhìn thấy quyển sổ này. Cũng không biết khi nào mới có người nhìn thấy quyển sổ này. Tôi từng lo rằng tôi thoát khỏi được sự nguyền rủa. Rất lâu về sau tôi mới hiểu, tôi không hề chạy trốn. Trên thế giới này, cô độc sống một thời gian dài như vậy, bản thân là một tội ác đáng ghê tởm. Từ lúc 6 tuổi tôi đã không còn người thân, không có bạn bè. Đến khi tôi sắp chết, tôi mới biết cho dù tôi có chết đi cũng không ai thương xót tôi. Sự cô đơn của tôi bắt nguồn từ tâm hồn kỳ quặc của tôi. Trong lòng tôi không có đúng sai, không có thật giả, không có sống chết, không có thiện ác. Không phải là tôi có lòng dạ sắt đá. Bất kỳ người nào cũng có thể trải nghiệm giống tôi đều trở thành người như tôi. Các người muốn làm gì? Các người được qua đây. Tôi gọi người đó. Hét đi. Nè, hét to lên cho ông. Tao ghét nhất đứa nào nhỏ tiếng. Xem đi, cha cô ký tên chấp thuận, chính là kiện đến Giang Môn thị trấn. Tao cũng có lý. Tao là người nói lý. Vừa này giữ lại mấy anh em mạnh khỏe, đợi chút nữa đem mày về. Từng người một dạy mày quy tắc. Tránh ra. Đại ca, đại ca, không sao chứ? Cứng đầu đó. Bây giờ ông đây dạy dỗ mày. Cởi ra. Còn đợi bọn tao hầu mày sao? Cầu xin các người tha cho tôi. Cầu xin các người tha cho tôi. Cầu xin các người tha cho tôi. Tha cho cô. Được chứ? Chỉ cần mày đem hết tiền cha mày nợ trả lại cho bọn tao thì tao sẽ tha cho mày. Con người tao nói lý nhất. Thằng tranh nào làm hỏng gì tốt của ông? Ra đây. Không phải các người muốn tiền sao? Tiền cô nương kia nợ các người, tôi trả hộ cho cô ấy. Tiểu tử,
Xem cách ăn mặc của cậu chắc là du học sinh đúng chứ. Tôi không muốn lừa cậu. Túi tiền này quả thực không ít. Có điều ít hơn số tiền mà cha cô ta nợ tôi. Chúng ta như này đi, tôi cũng không lãng phí tiền của cậu. Đợi ba anh em chúng tôi chơi xong thì cậu chơi tiếp. Coi như cái điểm này lần đầu tiên tiếp khách. Thế nào? Cô nương này rốt cuộc nợ các người bao nhiêu tiền? Thế nào? Cậu muốn làm người tốt làm đến cùng sao? Được thôi, đi. Đây, đại ca. Ông đây nói cho cậu biết, xem giấy nợ đi. 100 đồng đại dương, cha cô ta đã nợ tôi rất lâu rồi. Bây giờ cả gốc lẫn lãi là 300 đồng đại dương. Thế nào, cậu muốn trả thay cho cô ta? Đại ca, là thật đó. Để giấy nợ lại. Cầm tiền rồi thì cút đi cho tôi. Tiểu tử, có bản lĩnh đó. Tôi là đại thiếu gia của nhà họ Thẩm. Quân đốc trong thị trấn là bạn của cha tôi. Nếu ông dám động đến một sợi lông của tôi, ông ấy chắc chắn sẽ bắn chết ông. Cô nương, cô không sao chứ? Đại ca, cậu ta nói cậu ta là công tử của Thẩm gia, anh tin sao? Phí lời, mấy dặm quanh đây ai có thể đem trên người mấy trăm đồng đại dương? Cô muốn đi cùng bọn tôi hay là đi cùng cậu ta? Đi cùng bọn tôi cũng có thể lấy thân kiếm tiền mấy năm. Đi theo cậu ta e là cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Từ từ, để giấy nợ lại. Cô nương, chúng ta cũng đi thôi. Cảm ơn công tử đã cứu tôi. Tôi nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền trả lại cho cậu. Cho dù làm trâu làm ngựa, tôi cũng kiếm đủ tiền trả cho cậu. Cậu là công tử nhà họ Thẩm đúng không? Tôi lập bài vị trường sinh cho cậu. Vậy tôi đi trước đây. Ở nơi hoang vắng này cô có thể đi đâu? Hơn nữa, cô không sợ bọn họ đang đợi cô ở dưới núi sao? Còn có quần áo của cô cũng phải thay đi. Gia tôi ở phía trước. Đi thôi. Nào, cẩn thận. Đúng rồi, nên xưng hô với cô nương thế nào? Công tử cứ gọi tôi là Lệ Nương là được. Lệ Nương, đúng. Người đẹp như tên. Công tử, sao nhà cậu lại ở trong rừng? Cha tôi là quan viên trước đời Thanh, sau thời dân quốc thì quay về quê dưỡng bệnh. Ông ấy ở trong rừng xây nhà, thật ra cũng là muốn an tĩnh. Đến rồi. Nhà cậu đang tổ chức tang lễ sao? Ừ, anh rể tôi chết rồi. Lần này tôi về là để chịu tang. Nhà cậu còn có việc, vậy tôi đi trước đây. Không phải tôi vừa nói với cô rồi sao? Bây giờ cô không an toàn. Hơn nữa,
Đã đến cửa nhà rồi, vào trốn trước đi. Cô nói có đúng không? Đi thôi. Đi thôi. Chú Châu. Triệu gia, cậu về rồi. Cháu vừa về. Chú Châu, chú đang đề phòng sao? Vì cô nương này là người cháu cứu khi về nhà. Chú gia, quy tắc của lão gia cậu cũng biết rồi đó. Trong nhà không thể cho người ngoài vào. Quy tắc là quy tắc. Nhưng mà chú không thể để cô ấy ra ngoài như vậy. Hơn nữa quần áo quay rách hết rồi. Lỡ như ra ngoài, mấy tên lưu manh đang đợi quay dưới núi. Vì chú nói lúc đó trách ai? Thiếu gia, chú Châu, chú thật rắc rối. Cháu đi nói với mẹ cháu một tiếng là được. Chú đưa cô đơn này đi thay quần áo trước đi. Sau đó đưa cô ấy đến bái tế anh rể cháu. Cứ nói là bạn cháu đến bái tế. Như vậy cha cháu sẽ không nói được gì rồi. Như vậy trước đi. Nói thật, bây giờ cô đi, tôi thực sự không yên tâm. Hơn nữa, bây giờ hai chúng ta cũng coi như là bạn rồi. Làm bạn bè, cô đi giếng anh rể tôi cũng không vấn đề gì. Chú Châu, nào đi thôi, đi vào trong phòng. Không sao. Cô nương, đi thôi. Cô ở đây đợi tôi một chút. Tôi đi xem đại tiểu thư đi đâu rồi. Cô đến giếng, cần đại tiểu thư đáp lễ. Ông để tôi ở đây một mình chờ sao? Đúng. Quy tắc ở đây là không được đi linh tinh. Nếu như đến rồi thì hành lễ đi. Nha hoàng mới đến sao? Tôi là người thiếu gia cứu về, bảo tôi tạm thời ở đây tránh nạn. Nói ra cô là người ngoài đầu tiên đến đây giếng, tôi nên cảm ơn cô. Đúng rồi, tôi là vợ của anh ấy. Đại tiểu thư, cô qua đây. Đừng ở lại. Không không, đại tiểu thư, tôi tuyệt đối không có tâm tư khác. Chỉ là thiếu gia bảo tôi ở đây trốn một lúc.
Đại tiểu thư, hóa ra cô ở đây. Cô nhân muốn gặp Lệ Nương cô nương. Tôi đến đưa cô ấy đi. Cô đi với ông ấy đi. Nhớ lời tôi nói. Đi thôi. Cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn phu nhân. Đại ân đại đức, không biết lấy gì báo đáp. Đứa trẻ này, mau đứng lên đi. Đứng lên nói đi. Ngồi đây đi. Ngồi đây đi. Ta hỏi cháu, trong nhà cháu còn có những ai? Từ nhỏ cháu với mẹ sống dựa vào nhau. Cha cháu trong ký ức trước năm 10 tuổi, cha cháu nghiện rượu, thích cờ bạc. Mỗi lần thua cờ bạc đều trút giận lên người của mẹ cháu. Mẹ cháu bị ông ấy đánh tàn tật. Ông ta lại ghét bỏ mẹ cháu, trốn đi cùng với người phụ nữ khác. Mẹ cháu vẫn luôn ở nhà đợi ông ta quay về. Nhưng cha cháu cuối cùng vẫn không quay lại. Không lâu trước đó, mẹ cháu, bà ấy bệnh mà chết. Bạn bè thân thích đều ghét bỏ cháu. Cháu mới đến thị trấn tìm cha cháu. Vậy cháu tìm được cha cháu chưa? Tìm thấy rồi. Cha cháu đã tái hôn, sinh thêm một người con. Cháu đến nhận ông ta, ông ta không nhận cháu, còn đuổi cháu đi. Thực ra những tên lưu manh hôm nay đều là ông ta gọi đến, còn nói để gán nợ. Mặc kệ bọn họ xử lý. Sao trên đời này có loại cha như vậy? Thực ra cháu không hề hận cha cháu, bởi vì ông ta muốn sống cuộc sống tốt hơn. Bà cháu là hòn đá cản đường của ông ta. Đứa trẻ tốt bụng sẽ có báo đáp tốt. Nhà phu nhân mới là người tốt bụng. Lệ Nương bây giờ không còn gì rồi, chỉ có mỗi ngày cầu xin ông trời bảo vệ gia đình phu nhân được bình an. Cháu đi trước đây. Thiếu gia, phu nhân, bảo trọng. Cháu nè, cháu có thể đi đâu? Thế giới bên ngoài loạn như vậy, cháu cũng không có người thân để nhờ giả. Ở lại đi, dù sao cũng có cái ăn cái mặc. Nếu để cháu đi, chị thì không còn tốt bụng nữa rồi, là tạo nghiệp. Đúng đó, ở lại đi. Cảm ơn đã thu nhận cháu. Đứa trẻ này, việc gì cháu cũng làm được. Cháu rất chăm chỉ, cháu còn biết chữ. Thật tốt. Lão Châu, gọi tiểu cũ qua đây. Được. Tiểu cũ là A Hoa của ta, ở Thẩm gia 5 năm rồi. Cháu có gì không hiểu có thể hỏi nó. Phu nhân, bà tìm con. Thiếu gia. Tiểu cũ, đây là Lệ Nương. Từ nay về sau là nha hoàn của nhà chúng ta. Cô đưa Lệ Nương xuống dưới đi, nói cho cô ấy biết quy tắc của nhà mình. Đi theo tôi đi. Được. Cô là tự mình muốn ở lại sao? Không còn cách nào khác. Trong nhà không còn ai. Lại có người muốn bắt tôi đi bán thân trả nợ. May mà có thiếu gia xuất hiện kịp thời, cứu được tôi. Tôi cũng vậy. Trong nhà không còn ai, vì vậy chỉ có thể làm nha hoàn cho người ta. Cảm ơn. Vừa nãy phu nhân nói là quy tắc trong phủ là quy tắc gì vậy? Thực ra không có quy tắc gì lớn, chính là sức khỏe của lão gia không tốt, thích yên tĩnh. Vì vậy nhất định không được đi vào phòng của lão gia, trừ khi là phu nhân và thiếu gia gọi cô vào.
Còn có phu nhân tính Phật, bình thường đều ở Phật đường niệm kinh, cầu phúc cho lão gia. Vì vậy Phật đường cũng không được vào. Còn có chính là, Còn có cái gì? Buổi tối thì cô tuyệt đối không được đi ra ngoài. Ban đêm đương nhiên không đi ra ngoài rồi. Nhớ thì tốt. Tôi sẽ trả mạng lại cho ông. Tôi sẽ trả mạng lại cho ông. Tiểu cửu không nói quy tắc cho cô biết sao? Buổi tối không được phép đi linh tinh. Châu quản gia, tôi tưởng lão gia bên kia có chuyện. Lão gia không sao. Ban đêm đừng có chạy linh tinh, quay về ngủ đi. Dạ, châu quản gia. Ông ta đến rồi. Trốn làm sao cũng không trốn được. Lại bắt lấy tôi. Dạ, ông lại suy nghĩ linh tinh rồi. Không sao đâu, ông nằm mơ thôi, ác mộng thôi. Không phải mơ, không phải mơ. Ông ta đến rồi, cha. Cha ngủ không ngon giấc. Đây là bệnh, phải đi khám bác sĩ. Nào, bác sĩ mà có tác dụng thì đã sớm khỏi bệnh rồi. Nào nào, uống nước đi. Lão gia, đừng nói linh tinh. Bây giờ ông mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi. Nhớ lấy, ngày mai tìm Lâm tiên sinh đến đây xem cho tôi. Chú Châu, cha tin con một lần được không? Chuyện này không thể nào để Lâm tiên sinh, phải tìm đại phu. Im đi. Địa Trang Bồ Tát Ma Dương Tát, Bạch Phật Ngôn Thế Tôn, Ta Thừa Phật Như Lai, Địa Trang Bồ Tát Ma Dương Tát, Bạch Phật Ngôn Thế Tôn, Ta Thừa Phật Như Lai. Phu nhân, khi ta niệm kinh không được phép quấy rầy. Cô làm hỏng quy tắc rồi. Phu nhân không hay rồi, lên đường xảy ra chuyện rồi. Ngươi nghiệp chướng, đều nhìn thấy rồi. Nhìn thấy rồi, tôi để anh ấy xuống. Vẫn là không cam tâm. Việc nói được không làm được. Lừa người ta một đời, lừa người ta đến chết luôn. Mặc đồ quan mai táng, coi như tống cổ người ta đi rồi. Còn nói chuyện cái kiểu gì vậy? Con muốn cha con tức chết sao? Nhà chúng ta làm thêm một tang lễ nữa. Sao tôi có thể làm cha tôi tức chết chứ? Tôi và chồng tôi đều là đạo cụ xung hỷ. Bây giờ anh ấy chết rồi, chỉ còn lại mỗi mình tôi xung hỷ thần thôi. Mẹ, chị, hai người đừng có cãi nhau nữa. Cuối cùng lại chọc tức cha điên lên. 6 năm rồi. 20 tuổi tôi liền gả cho tên mọt sách này. Anh ấy luôn muốn làm quan, cuối cùng khiến cả bản thân mình mong mỏi chết, cũng coi như là được làm quan. A Hữu, chị biết em coi thường người anh rể làm quan này, cũng coi thường người làm chị điên điên khùng khùng này. Em quay về tiễn anh ấy, chị rất cảm kích. Nghe chị một câu,
Nhìn cũng nhìn rồi, bái cũng bái rồi, nhanh chóng đi đi, đi thị trấn học đi, sau này đến Thượng Hải tìm việc làm, đừng quay về nữa. Đưa con nhà đầu không nghe lời này đi đi. Cái nhà này càng ngày càng giống cái mùi trong quan tài này rồi. Được rồi chị, đừng nói nữa. Mọi người về đi. Đây là kịch ác của đại tiểu thư. Mẹ à, Lão Châu, mặc dù là dòng dõi nho hồng, nhưng nói cho cùng, cô gia cũng không phải là người của nhà chúng ta. Bây giờ nó chết rồi, có thể sớm mai táng thì mai táng sớm cho nó đi, tìm cho mình một chỗ tốt. Sau này đừng đi làm ở rể nữa. Dạ phu nhân. Lệ nương, phu nhân, tôi chỉ muốn quét dọn Phật đường. Tính tò mò người nào cũng có, đây không phải là tính tốt đẹp gì. Phu nhân, lệ nương chỉ là nhất thời hồ đồ. Ta không trách cô. Người khác bái Phật, tôi bái nghiệt. Đứa trẻ này biết nhiều, không có kết cục tốt đâu. Cô lùi xuống đi. Cảm ơn phu nhân. Lệ nương, cả đêm qua cô không ngủ sao? Tối qua cô có nghe thấy không? Nghe thấy cái gì? Cái gì cũng không nghe thấy. Lệ nương có ở đó không? Cùng tôi ra ngoài một chuyến. Được, chú Châu. Lệ nương, tôi quên rồi, cô đến quán rượu chú Châu lấy một ít rượu để cho lão gia ngâm thuốc, sau đó lại đến tìm tôi. Dạ chú Châu. Vị tiên sinh này, mời ngồi. Ông đến xem tướng hay là đến đón số? Lâm tiên sinh có ở đây không? Ông tìm sư phụ tôi sao? Sư phụ để sư huynh về núi bế quan rồi. Tôi đến đây để đưa giúp thư cho sư huynh, cho thời gian bế quan đối dài. Sư huynh đã đi trước rồi. Nếu như ông đến muộn, tôi cũng thu dọn đồ đạc về rồi. Như vậy sao? Xem ra ông là người quen sao? Nếu như ông không vội, sư huynh bế quan 77-49 ngày, sau đó sẽ quay lại. Nếu như ông vội, không ngại, để tôi xem giúp ông. Cậu, cái này, sư huynh tôi xem tướng khả năng rất giỏi, nhưng tôi có thể xem bằng anh.
Nhưng việc trừ khử ma quái, anh ấy không bằng tôi. Tôi ở đây cũng không lâu, sắp đi rồi. À, tôi muốn mời tiên sinh đến xem tướng. Nghe nói Lâm tiên sinh phát chuẩn, nếu như sư phụ không ở đây, vậy mời tiên sinh xem giúp cho. Được, tôi xem cho ông. Mời ngồi. Không lo cơm áo, không thiếu ăn thiếu mặc, nhất tay là có rượu. Có thể nói là chưa từng chịu khổ. Vừa nãy cậu nói tài vận của tôi không tồi, không lo ăn lo mặc, lại nói tôi không có tướng phú quý. Cậu nói vậy là đang phủ đầu sao? Chúng tôi bói vận may của người khác, chúng chỉ là nhìn trộm thiên cơ, chịu phạt các loại đau khổ. Càng bói chuẩn, tội càng nặng. Ông không tin là tốt nhất. Chỉ đáng tiếc, chủ nhân của ông quả sắp rơi vào đầu. Sợ là quản gia như ông cũng khó mà trốn được kiếp nạn. Sư huynh cậu nói với cậu việc này sao? Ngay cả họ của quản gia tôi còn không biết. Vừa nãy đã đắc tội tiên sinh rồi. Lão gia nhà tôi sức khỏe không tốt, thường xuyên gặp ác mộng, sau đó sẽ mơ thấy những người đã chết. Sau này bệnh tình càng càng nặng. Như vậy, nếu như ông thấy tiện, đưa tôi bát tự sinh thần của lão gia ông. Đem đến rồi. Việc của nhà ông tôi không quản được. Lão gia nhà tôi không biết có thể chống cự được đến khi sư huynh cậu về không. Nếu như có quỷ, chúng tôi có thể bắt quỷ. Nếu như có yêu, chúng tôi có thể đánh yêu. Nhưng nhân quả và nghiệp thì phải tự mình gánh. Không cần kinh ngạc, bát tự này quá rõ rồi. Vậy phải làm sao? Trong nhà ông có một người có duyên lớn với Phật, cũng coi như hành thiện tích đức, mở một con đường sống cho nhà ông. Cậu có cách rồi à? Cậu yên tâm, tiền tài sẽ không thiếu cậu. Có kiếp nạn cần phải ứng kiếp. Nếu như bản thân ông không muốn ứng kiếp thì phải tìm người chịu thay. Người chịu thay ở ngay trước mắt. Thiếu gia nhà tôi mới nhặt về một con nha đầu. Chẳng lẽ con nha đầu đó chính là người chịu thay? Buồn cười. Báo ứng của nhà ông, cô ta đâu phải người nhà ông. Dựa vào đâu cô ta phải thay ông chịu quả báo? Ý của ông là? Tôi không có ý gì. Tôi nói đã quá đủ rồi. Tôi hiểu rồi. Việc của nhà ông tôi không muốn nhúng tay vào. Tôi cũng không nên dính vào được. Tiền này ông cầm về đi. Có thể trốn được kiếp nạn này không thì phải xem tạo hóa của nhà ông. Toàn tiên sinh, tiền này không phải là tiền xem bát tự, đã muốn cậu ở lại trong trấn vài hôm và ở lại cho đến khi sư huynh ông quay về. Làm ơn. Được rồi, xem ra tránh không được việc dính vào chuyện này. Việc quyết định như vậy đi. Chú Châu, cáo từ. Được, cáo từ. Ngươi lại đến rồi. Đừng qua đây, ta trả mạng cho ngươi. Đừng đến nữa, ta cầu xin ngươi. Ta trả mạng cho ngươi. Chú Châu, thiếu gia, cậu về nghỉ đi, để tôi chăm sóc lão gia cho. Chú Châu, cháu thường xuyên ở bên ngoài,
không có cơ hội hiếu thuận với cha mẹ. Chú nói xem, bây giờ cha cháu bệnh nặng như vậy, cháu là con, sao có thể không quan tâm cha chứ, thiếu gia. Việc lao tâm của tướng này cứ để chú làm, được rồi chú cháu đừng nói nữa. Thiếu gia. Mỹ nương, cô sống ở đây quen không? Cảm ơn đã thu nhận. Mỹ nương rất tốt. Vậy thì tốt. Thiếu gia. Mẹ, tiểu cửu, cô lui xuống trước đi. Ta có chuyện muốn nói với thiếu gia. Dạ. Mẹ, tìm con có việc gì không? Cha con vừa ngủ, con cũng một đêm không ngủ rồi. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Người trong nhà ban ngày đi ngủ, buổi tối chăm sóc cha con. Nói cũng đúng. Vì vậy con nói nè, đợi sau khi con hết kỳ nghỉ quay về trường, thực sự phải đem cha vào trong thị trấn để khám bệnh. Mẹ không phải nói chuyện này. Hôm qua lão Châu vào trong thị trấn gặp Toàn Tiên Sinh. Toàn Tiên Sinh là người có bản lĩnh. Cậu ta nói e rằng phải xung hỉ. Mẹ, không phải con nói mẹ. Mẹ nói xem việc này tìm Tiên Sinh làm gì chứ. Bây giờ đã là thời đại quốc dân rồi. Hơn nữa, nếu thực sự phải tìm Tiên Sinh thì mẹ phải tìm Đức Tiên Sinh và Trại Tiên Sinh. Hai vị Tiên Sinh này là người thị trấn sao? Con nói mẹ cũng không hiểu. Dù sao con không làm việc cúng tế này, hôn nhân của con cũng không thể làm đồ cúng tế. Mẹ, lấy chuyện của chị con nói đi. Đã mấy năm rồi, bệnh tình của cha con đã đỡ hơn chút nào chưa? Việc này không những không tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chị con cả ngày cũng không vui vẻ. Anh rể con qua đời khi còn trẻ. Vì vậy, cái gì mà xung hỷ hay không xung hỷ, đơn thuần là nhảm nhí. Con, ta biết con không tin. Có những chuyện con không nên biết thì tốt hơn. Mẹ cũng hy vọng bản thân không biết, nhưng không được. Dù sao con cũng không đồng ý tổ chức hôn lễ. Thực ra trong lòng mẹ nghĩ đến một chuyện khác. Chuyện gì? Sức khỏe của cha con ngày càng tệ. Việc này con cũng thấy rồi đúng không? Lần này con về thăm cha, lần sau ý của mẹ là nhân lúc cha con còn sống tổ chức hôn lễ cho con xong, trong lòng cha con cũng vui. Vậy thì sức khỏe của cha con cũng sẽ khỏe lên. Mẹ nói thì cũng có lý, nhưng mẹ, con ở trong trường cũng không có cô nương nào vừa ý, trong nhà cũng không có thanh mai trúc mã. Việc này con thấy Mỹ nương thế nào? Mỹ nương, mẹ thấy dốc người con bé là người đứa dễ sinh, hơn nữa cũng xinh đẹp. Đúng rồi, con bé còn biết chữ. Nhưng chúng con đều không hiểu gì nhau, nhưng cũng mạnh hơn ta và cha con. Trước khi cha mẹ kết hôn, còn chưa từng gặp qua nhau. Không phải dựng sống tốt đó sao? Mẹ cũng nhìn ra con cũng có chút giếng nhung Mỹ nương. Mẹ, việc đó cũng không biết. Người ta không có ý này. Để mẹ hỏi cho con, chắc chắn được. Mỹ nương.
Thiếu gia, khăn đây. Thiếu gia, cần nhanh tỉnh lại đi thiếu gia. Việc này rốt cuộc là sao vậy? Con trai, mẹ là mẹ đây, con mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Phu nhân, buổi sáng hôm nay thiếu gia vẫn ăn sáng như mọi khi, vốn dĩ vẫn rất tốt, đột nhiên toàn thân tốt cũng hôi co giật, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa toàn thân cậu còn phát sốt. Con trai, con trai, lão gia, sao ông lại đến đây? Lúc này rồi tôi có thể không tới sao? Thầy Lan đâu? Đã đi mời rồi nhưng vẫn chưa tới. Thiếu gia, lão gia, phu nhân, nếu như ông bà tin tưởng con, để con thử một lần. Cô, nhà đầu cô có cách gì? Lão gia, mạng của mỹ nương là do thiếu gia cứu, cầu xin ông cho con thử một lần. Nếu như xảy ra việc ngoài ý muốn, mỹ nương đồng ý lấy mạng đổi mạng. Nếu như cứu được, cũng coi như mỹ nương báo đáp ơn cứu mạng của thiếu gia. Đi rót nước qua đây. Con trai, con trai, mẹ, lão gia, đỡ hơn rồi, tốt quá rồi. Con trai, đào, hai người các cậu về thiếu gia về giường đi. Đào, được, chậm thôi, cẩn thận. Mỹ nương, đợi đã. Mấy cây thuốc cô bón cho thiếu gia là lấy ở đâu ra? Bẩm lão gia, là con đào được ở bên bờ đê. Tình huống của thiếu gia lúc nhỏ con đã từng gặp. Ở thôn của con có một con đê lớn, ở đó có người thường xuyên chết đuối. Hễ là uống nước ở đê này đều sẽ mắc bệnh này. Thực ra chỉ cần ăn cỏ mọc ở đê này thì có thể cứu được. Cỏ này có tên không? Có à, có à. Gọi là đoạn âm thảo, nghe nói là để trị bệnh do quỷ hành. Đoạn âm thảo. Dạ, mỹ nương, thật cảm ơn con, thực sự cảm ơn con. Phu nhân, đây là việc lệ nương nên làm. Mỹ nương, con đúng là thần hộ mệnh của chúng ta. Nếu như có đứa con dâu như con, bà già như ta cũng yên tâm rồi. Đừng quan tâm ông ấy, lão gia bởi vì xử oan cho con, tự trách đó. Nào, ngồi đi. Lão gia, nếu như đã không lên tiếng, vậy là gầm đồng ý rồi. Ta vẫn chưa chính thức hỏi con, con có đồng ý làm con dâu Thẩm gia không? Mạng của mỹ nương là do thiếu gia cứu, nhưng cứu có thể báo ân. Việc này cứ quyết định đi, sau này phải dựa vào con rồi. Phu nhân cẩn thận. Tỷ nương, lão gia sức khỏe ông ấy không tốt, nhưng mà vẫn biết cách nói chuyện. Nếu như lão gia gật đầu, việc của con và thằng bé coi như đã định, toàn bộ dựa vào sắp xếp của phu nhân. Được. Lão gia, hôm nay thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Nếu không phải mỹ nương, sợ rằng việc này chứng minh mỹ nương là người chịu thay sao? Nếu như cô ta chịu thay thì nhà chúng ta không sao rồi. Ừ, phu nhân cũng có ý này. Dù sao nhà họ Thẩm chúng ta cũng là giàu có, nhưng mỹ nương là vợ thiếp cũng không cần thiết, nên không cần phải làm lớn. Lỡ như sau này thằng bé có duyên với tiểu thư khuê các nào đó, chúng ta cũng dễ dàng thoái lui. Vậy làm theo lời lão gia. Chút nữa tôi đi thị trấn nhờ Toàn Sinh xem ngày cho. Dù sao Toàn Sinh cũng là người mai mối của mỹ nương, cũng để cậu ấy tham gia hôn lễ đi. Cũng được.
Vậy ông mau đi mời Toàn tiên sinh đi. Dạ. Thiếu phu nhân, chúc mừng thiếu phu nhân. Phu nhân nói ngày mai là ngày tốt, cô và thiếu gia có thể cử hành hôn lễ rồi. Tiểu cửu tỷ tỷ, chị gọi tôi là mỹ nương là được. Sau này ở trong phủ chị quan tâm em nhiều hơn là được. Như vậy làm sao được? Thiếu phu nhân, cô khách sáo quá. À đúng rồi, sức khỏe của thiếu gia đã tốt hơn chưa? Hai hôm nay tôi đi vào trấn mua đồ, nhưng nghe phu nhân nói hình như mời một đại phu từ thị trấn vào, nói sức khỏe thì có chút yếu, nhưng không sao, sẽ không ảnh hưởng đến việc động phòng ngày mai. Tiểu cô tỷ tỷ lại trêu em. Ngày mai là đại hỷ của nhà họ Thẩm, có biết không? Mấy người các người thật là không tồi, để ngày mai uống rượu mừng đi. Tân nương đến rồi. Lệ nương, em biết anh thích hôn nhân theo kiểu phương Tây, tự do yêu đương, nhưng lệnh của cha mẹ không thể phản đối. Hơn nữa em cũng cảm thấy anh quả thực có hảo cảm đối với em, vì vậy sau này anh chắc chắn đối xử tốt với em. Anh bảo đảm cả đời này không phụ lòng em, được không? Mỹ nương, sao em không nói gì? Anh mở khăn trùm đầu nhé. Ai đó? Ở đây. Mỹ nương, Mỹ nương, ý cậu là mỹ nương này sao? Cậu yên tâm, tôi tạm thời sẽ không làm hại đến cô ta. Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ba hay là người? Tôi là ai? Tôi là ai?
Người rốt cuộc là ai? Người làm gì Lệ Nương rồi? Mỹ Nương đâu? Nghiệp chướng. Mượn sức trăng. Mượn khôi quan. Trấn tà. Sao rồi? Việc này sao rồi? Nghiệp chướng kia tạm thời bị tôi phong ấn trong gương rồi. Trong thời gian ngắn sẽ không sao. Thiếu phu nhân cũng không sao rồi. Ngày mai sẽ tỉnh lại thôi. Chỉ là thiếu gia bị thương nhẹ. Sắc một ít thuốc cho cô ấy là được. Cha, mẹ, vừa nãy may mà có Toàn tiên sinh. Mỹ Nương không biết là bị làm sao. Giọng nói cô ấy biến thành một ông già, giống như bị lấy mất hồn vía. Vậy cảm ơn Toàn tiên sinh. Đây là vận số của các người, cũng là kiếp số của tôi. Trốn qua trốn lại cũng không trốn được. Toàn, tôi phải lập tức quay về núi của Hổ Trị Thương. Nghiệp chướng này phong ấn ở đây trước, đợi tôi quay lại xử lý. Đúng rồi, phòng này không được để mất dương khí. Thiếu gia, phu nhân, hai người vẫn phải ở đây. Việc này Toàn tiên sinh, tôi đỡ cậu. Cậu đợi chút. Toàn tiên sinh đừng đi, tôi lấy cho cậu một ít lộ phí. Không cần đâu, xin nhận tấm lòng. Cáo từ. Lão gia, không sao rồi? Không phải vừa nãy Toàn tiên sinh nói không sao rồi sao? Mẹ, cha, vừa nãy Toàn tiên sinh hình như thổ huyết, hơn nữa toàn là máu đen, hình như bị thương rất nặng. Đều là nghiệp tôi gây nên. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Thời tiết hôm nay thật đẹp, ra ngoài vào cũng tốt. Sao rồi? Cảm thấy thân thể đỡ chút nào không? Nào. Trời hôm nay thật đẹp. Lâu lắm rồi không có ngày nào đẹp như vậy. Đúng đó. Em xem cha mẹ cũng đang đi dạo kìa. Vậy chúng ta qua đó chào cha mẹ đi. Thôi, đừng làm phiền họ. Khó lắm mới thấy cha mẹ vui như vậy. Lâu lắm rồi anh không thấy cha cười rồi. Dạ, vậy chúng ta đi thôi. Mỹ Nương, đợi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ viên phòng. Nếu như em mang thai,
Vậy thì cha chắc chắn sẽ rất vui. Nói không chừng sức khỏe tốt hơn. Cho dù không mang thai cũng không sao. Anh đưa em vào thị trấn, chúng ta tiếp tục cố gắng. Ban ngày ban mặt, đừng nói linh tinh. Sao vậy Lệ Nương? Sao vậy? Chuyện gì vậy? Vừa nãy Được rồi Đệ Nương, không sợ. Chắc chắn là em gặp ác mộng rồi. Sao vậy Đệ Nương? Ngươi được qua đây. Ngươi được qua đây. Em sao vậy? Có phải gặp ác mộng không? Không sao, đừng sợ. Thẩm Ôn Ngọc, ta quay về rồi. Ta vẫn chưa tính sổ với người đâu. Lệ Nương, em sao vậy Lệ Nương? Nhanh, kéo Thiếu phu nhân ra đi. Nhanh lên. Không sao chứ? Con trai, con không sao chứ? Đưa thiếu gia đi. Nhanh lên. Lão Châu, đi tìm một thầy thuốc tốt về đây. Rõ. Tạo nghiệp. Cha, mẹ, có phải hai người có chuyện gì giấu con không? Con trai, con cảm thấy việc của nhà chúng ta là giáo hội gì? Bác sĩ của bệnh viện có thể xử lý không? Hình như là có chút kỳ quặc. Thật ra đều là nghiệp bà cha gây ra, lại để tiểu bối các con phải trả. Vốn dĩ con còn nhỏ, còn chưa phân biệt được đúng sai. Vừa nãy cha và mẹ đã bàn rồi, cũng nên để cho con biết. Đó là việc của 20 năm trước. Người nào vậy? Đêm hôm khuya khoắt còn lại gặp bổn quan. Lão gia, lão Lô và hầu bàn của Lầu Ngọc Hưng. Bổn quan không gọi đầu ăn đêm. Các người là? Ở đây không có việc của các người, lui xuống đi. Cậu cũng lui xuống đi. Nhanh lên. Hạ quan tham kiến đại nhân. Đứng dậy đi. Đại nhân nửa đêm đến đây, có phải có chuyện gì cần bàn bạc không? Lão phu là người thế nào? Lão phu sắp gặp đại nạn rồi. Việc này, đại nhân mời ngồi từ từ nói. Đợi đã. Bên đây. Đại nhân từ từ nói.
Cậu còn chưa biết sao? Quan tổng đốc đã tấu lên triều đình rồi, tố cáo lão phu cấu kết với bạn dư của Khang đảng, âm mưu phản kháng triều đình. Việc này sao lại nói vậy? Lão đại nhân là người trung thành thuận tị với triều đình, chắc là triều đình cũng không hàm hồ nghe lời nói linh tinh của tiểu nhân chứ. Chỉ cần đại nhân ra viết sớ giải thích, có thể chuyển nguy thành an. Đại Thanh bấp bênh, ai ai cũng nguy hiểm. Sau khi biến pháp mậu tuất, công việc triều đình chính nằm trong tay Thái hậu. Lão phu và Lý Công Công bên cạnh Thái hậu sớm đã có ân oán, lần này nhất định không để ta may mắn thoát khỏi. Đại nhân yên tâm, hạ quan lần này viết tấu chương sẽ thanh minh cho ngài, từ từ, nhất định không được làm vậy. Cho dù cậu có là thái tử, cậu cũng nhất định phải yết kiến cho tôi mới đúng. Giữ lại có tác dụng. Ta nhìn thấy rồi, Đại Thanh chắc sắp sụp đổ rồi. Lão phu ta đội ơn trời, lần này phải đi trước một bước rồi. Cậu lại không cần. Tại hạ nguyện cùng tiến, cùng lui với đại nhân, cùng nhau tiến lui. Vậy thì không cần. Nhờ cậu một chuyện, cậu nhất định phải làm cho tốt. Mời đại nhân phân phó. Được, tôi nhận tin cấp báo từ kinh thành, triều đình sắp tịch thu hết tài sản của ta. Những thứ trong hộp này là tích góp bao năm nay của ta. Làm phiền cậu sau khi tôi chết, lấy cái hộp này chuyển qua cho nại trạch của ta. Cô ấy đã mang thai, cho dù thế nào cũng coi như giữ lại cái hậu cho Tang gia. Địa chỉ cũng ở trong hộp, cậu có thể làm được không? Đại nhân yên tâm, Ôn Ngọc từ nhỏ đọc sách thánh hiền, đương nhiên phải làm việc hiếu thuận. Chỉ là đại nhân, như vậy thì ta yên tâm rồi. Từ khi cậu làm quan triều đình, vẫn luôn là thuộc hạ của ta. Lão phu vẫn luôn coi cậu là con cháu trong nhà, luôn quan tâm chăm sóc. Nhất định phải ghi nhớ việc tốt của lão phu, làm tốt việc này, biết chưa? Rõ. Thẩm Ôn Ngọc, nếu như cậu phụ ta, ta làm quỷ cũng không tha cho cậu. Đại nhân yên tâm, tại hạ không dám. Nhất định không được phụ lòng của lão phu ta. Đại nhân, được, ta cáo từ. Đại nhân bảo trọng. Được. Cha, không phải cha chiếm hết số vàng đó chứ? Nhất thời hồ đồ. Cha bị tiền tài che mờ mắt, cũng bị mê muội, hồ đồ. Sau một tháng mới hạ quyết tâm đi đưa số vàng cứu mạng này. Nhưng cái thị trấn được viết trên tờ địa chỉ đã bị quân hối cướp sạch. Hầu như gà chó không yên. Ta không cam tâm điều tra rõ, nhưng lại không tìm thấy manh mối nào. Cho đến khi thiên hạ thay đổi, loạn lạc khắp nơi, đi đâu tìm chứ? Từ sau ngày hôm đó, sức khỏe của ta ngày càng kém. 5 năm liền luôn nằm mơ gặp ác mộng, lại không dám về quê hương dưỡng già, sợ liên lụy đến người trong họ hàng, chỉ đành trốn ở nơi này. Nhưng ai biết được, ông ta vẫn tìm đến. Trời tạo nghiệp không sao, người tạo nghiệp không thể sống.
Quả thật cổ nhân không lừa ta, đây đều là tạo nghiệp, đều là báo ứng. Báo ứng. Lão gia, bây giờ nói những việc này cũng không có ích nữa, vẫn là nên nghĩ cách làm thế nào mới tốt. Xem ra Toàn tiên sinh nói có lý, chỉ là làm khổ Mỹ Nương. Nhưng mà, nhưng Toàn tiên sinh giỏi như vậy, tại sao vẫn luôn xảy ra chuyện như vậy? Người dân quốc đời an tâm chia ruộng đất, không được nghe lời đồn thổi. Thiên hạ thái bình. Phủ đốc quân thông báo. Thẩm Ung Ngọc, không ngờ vẫn gặp lại lão phu đúng không? Tôi phụ lòng đại nhân trước. Đại nhân lấy mạng của tôi đi, là tội phải trả. Cầu xin ngài đừng làm hại đến người nhà của tôi. Ta vốn dĩ muốn lấy mạng của ngươi, nhưng mà ta có chủ ý tốt hơn rồi. Chết quá dễ với ông rồi, phải khiến ngươi sống không bằng chết. Khi lão phu còn sống, chuyện gì ngươi cũng nghe ta. Câu cuối cùng ta nói, ngươi lại không nghe. Người đâu, mau đến đây. Lão gia gặp ác mộng rồi. Người đâu, mau đến đây. Hiên phủ quay về núi tu luyện. Nếu như có chuyện gấp, đến núi Cửu Hổ Lân tỉnh tìm. Đoán cũng thật đúng đó. Đúng đó, thật đúng. Thật thần kỳ. Vị tiên sinh này thực sự quá thần kỳ. Một chút hồng, một chút trắng. Nhạc phi đại chiến ở Quan Hiền, không xem tai, thần tiên cũng khó mở miệng. Xem qua lông mày anh em ngũ lục, lông mày dày đậm anh em nhị tam. Lông mày lắp một bên, còn một bên mất. Đệ nương, uống chút đi. Đệ nương, đại phu nói rồi, sức khỏe của em rất tốt, rất khỏe mạnh. Chỉ là chữ kia nói thế nào? À, gọi là lạc hồn. Nhưng lạc rồi chúng ta không cần sợ. Chú Châu ở trong nhà đã đi tìm Toàn tiên sinh rồi. Cho dù Toàn tiên sinh không quay lại, chúng ta cũng không sợ. Em nói xem, một ngày em không ăn uống, sức khỏe làm sao chịu nổi? Đây là canh nhân sâm mẹ đặc biệt bảo tiểu cụ nấu cho em. Em ngồi dậy uống một chút được không? Đệ nương, em tỉnh chưa? Có phải em tỉnh rồi không? Đệ nương ngủ rồi sao? Trời sáng liền ngủ rồi. Toàn tiên sinh chưa quay lại, Lâm tiên sinh bế quan chưa xong, việc này làm thế nào cho tốt?
Không được thì tìm người khác thử xem. À đúng rồi, Châu quản gia hôm nay khi ở ngoài trấn nhìn thấy một người coi bói, hình như rất linh. Hay là chúng ta gọi người mời ông ấy tới xem sao? Ông ta một phương chỉ dân du, có bản lĩnh gì chứ? Hay là chúng ta cứ thử mời xem, lỡ như ông ta có bản lĩnh thật. Các người có bệnh thì giải tứ phương. Tiên sư, đây là thiếu phu nhân của nhà tôi. Tiên sư, con dâu tôi có sao không? Yêu ma bắt hồn mà thôi, không đáng quan ngại. Bổn tọa khi ở trên núi vui đùa, gặp được tiên sư, học nghề được 60 năm rồi, đi khắp nơi cứu nhân gian giải nạn. Việc nhỏ này không có gì đáng ngại. Một giáp gần 60 năm. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Thiên địa vô tình, thời gian lưu chuyển. Lão phu đã 68 tuổi rồi. Không giống sao? Tôi là người chân tu, đương nhiên sẽ trẻ hơn người bình thường. À, sư phụ của ngài là chân nhân nào? Sư phụ của ta họ Lữ, khiêng không đi nói không ra. Việc này là chúng tôi thất lễ rồi. Lão Châu, nhanh đi chuẩn bị cơm rượu cho tiên sinh đây. Dạ, không cần gấp. Cơm rượu là chuyện nhỏ. Vừa nãy ta quan sát, ta yếu càng ngày càng mạnh, sợ là chỉ tổn thất 10 năm đạo hạnh, không biết bao nhiêu tiền tài bảo vật mới bù đắp được. Tiên sinh yên tâm, chỉ cần tiên sinh có thể làm cho gia đình ta yên bình, ta sẽ không đối xử tệ bạc với tiên sinh. Trừng quy trừng, thủ quy thủ. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh mộc. Ngũ hành tương sinh, liên miên như thôi. Ta mà được ta trấn áp trong ngũ hành đại trận, tiếp theo cần phải diệt tà ma. Trận pháp là bí mật gia truyền của sư môn ta. Mời mọi người tránh ra một lúc, đóng hết cửa lại. Chút nữa các người nghe được điều là ảo giác, không cần mở cửa, càng không được đi vào. Bằng không sẽ làm ảnh hưởng đến trận pháp. Tiểu cô nương xinh đẹp như này, để ta yêu thương cô, để ta xua đuổi tà ma cho cô. Bàn tay nhỏ bé này. Ngươi thích cô nương này như vậy, ta tặng cho ngươi được chứ? Đương nhiên được. Ai đó? A, quỷ. Ảo giác. Không có động tĩnh rồi. Không có động tĩnh rồi. Chắc là được rồi chứ. Giờ xem là được rồi. Lão gia, hình như bị nhốt ở bên trong rồi. Phá đi. Các người, phá đi. Lão gia, ông xem. Thiên sư, thiên sư, thiên sư, thiên sư, đi lấy bát nước lại đây. Thiên sư, cậu cởi trói ra đi.
Cởi ra, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh, đưa nước đây. Nhanh, uống nước đi. Thiên sư. Quỷ. Có quỷ. Ngu ngốc, không phải ông đến đây trừ tà sao? Thật có quỷ. Người đâu, đánh cho ta. Đánh ra ngoài, đánh. Đánh hắn. Đừng đánh. Đánh chết cho ta. Đánh. Đừng đánh. Đánh cho ta. Các người xem. Ta không hướng Phật, không muốn giải thoát. Sao người lại dám đổ ta? A-di-đà Phật, bỏ xuống tham sân si, dạng thành tự tại. Một mảnh thù hận, một phần tham dục, chặt đứt là đường của người. Thí chủ, người vẫn nên tỉnh ngộ đi. Hóa ra là một hòa thượng giả. Thí chủ, tại sao lại sỉ nhục bần tăng? Vạn vật hư không, nhân quả bất không. Ông là muốn cắt đứt nhân quả sao? Thí chủ, quay đầu là bờ. Tìm chết. Nghiệp chướng, ta tranh thủ cơ hội, thiên cẩu nhật thực. Hôm nay ta khiến ngươi hồn siêu phách tán. Nợ phải trả mạng. Lão gia, phu nhân, lão gia, phu nhân, đi nhanh. Đi thôi. Lão gia. Lão gia. Cha. Cha. Ông ta vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Phu nhân, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Có phải bà vẫn cầm đồ gì của ông ấy không? Nếu như có, lấy ra đi. Tôi sẽ xử lý nó. Xử lý? Ông muốn xử lý thế nào? Hả? Ông muốn xử lý thế nào? Tôi vừa mất đi cha của mình. Để nào ông còn muốn tôi mất vợ mình sao? Muốn cứu vợ của cậu, nhất định phải hiểu nhân quả. Bây giờ nhà chúng tôi nhà tan cửa nát. Ông vui chưa?
Thực ra cái gì cũng không có tác dụng. Từ khi cầm hộp vàng đó, lão gia ngày ngày bất an. Hôm nay là vì nó mà mất đi tính mạng. Cầm đi đi, đây là nghiệp. Phu nhân, việc còn lại giao cho tôi đi. Người dẫn nha. Được, dừng ở đây đi. Được, được. Xe kéo này tôi mua. Đi đi. Tiên sinh, không cần nhiều tiền vậy đâu. Nhanh đi đi. Được, được. Vậy tôi đi đây. Lệ nương, thành công rồi. Lệ nương, cô giỏi thật. Không hổ là người hát tuồng diễn kịch giỏi nhất lớp. Tên họ Thẩm đó chết chưa hết tội. Chúng ta cũng coi như là báo thù xong cho Trương đại nhân. Lệ nương, chúng ta phát tài rồi. Kế hoạch của tôi được không? 50 vạn đồng đại dương, bao gồm cả tiệm coi bói của tên họ Lâm, lập tức kiếm được nhiều tiền như vậy. Lệ nương, sau này cô không cần đi đâu hát kịch, diễn kịch nữa. Tôi đưa cô về quê mà sống cuộc sống an nhàn. Được rồi, hôm nay cô cũng mệt rồi, tôi làm phu xe cho cô. Khoan, đưa đây. Cô muốn gì chắc với ta sao? Trả hồn thảo. Đưa đây. Cái gì mà trả hồn thảo? Người đừng tưởng ta không biết. Có phải anh hạ độc cô ấy không? Nhổ cỏ tận gốc thôi. Cậu ta cũng có thể tìm được ở bệnh viện. Trong giường của cậu ấy làm sao có nó? Ngoan, những người khác tốt đẹp của chúng ta đến rồi. Nhanh chóng đi thôi. Không được. Trả hồn thảo cho tôi. Tôi đưa cho cậu ấy sẽ quay lại tìm anh. Cô mềm lòng quá rồi. Được, đều nghe cô. Nhưng mà tôi đi, cô không được đi. Nếu như cô đi, toàn bộ sẽ bị bại lộ. Đứng lại. Đi làm cái gì? Đi đưa thuốc cho tình nhân bé nhỏ của cô. Để vàng ở lại, tôi ở đây đợi anh. Tôi sớm đã nhìn ra cô nhập vai hơi sâu rồi đó. Giả làm thành thật hả? Nếu như không phải vậy, tôi cũng sẽ không đến nỗi dễ dời vô ích. Anh đã nói sẽ không lấy mạng ai cả. Anh nói không mất mạng ai cả. Lão họ Thẩm kia đáng chết, tôi báo thù cho chủ cũ là lý chính đáng. Còn tên tình nhân kia của cô, là cô hại cậu ta, là cô. Được, đưa hồn thảo cho tôi. Vàng tôi không cần nữa, như vậy là được rồi chứ.
sau này cô bán đứng tôi, tìm người bạn quân đốc của ông ta, tôi có thể sống tiếp được không? Đưa thuốc cho tôi. Lệ nương, cô đừng quên là tôi chuộc cô từ lớp kịch ra, chỉ có tôi có thể cưới cô. Anh nhất định phải đưa cho tôi. Cô đừng ép tôi. Cô đừng ép tôi. Cô đừng ép tôi. Lệ nương, không phải tôi cố ý. Không phải tôi cố ý. To gan, người lại dám lấy danh nghĩa của ta đi làm chuyện ác. Lão già tha mạng, lão già tha mạng. Tiền tôi lấy được, đưa hết cho phu nhân. Lão già tha mạng. Ngươi còn dám xảo biện. Nhìn thấy lão gia chết trong biển lửa, thiếu gia giống như mất hồn. Mẹ, mẹ có thể nhắm mắt rồi. Toàn Tài và Lệ Nương, hai người ác độc kia, giúp người báo thù rồi. Tên tham quan đó đã chết trong biển lửa. Nhưng mà con lại cứu con trai bọn họ. Hai người độc ác kia tự sát lẫn nhau rồi, trừng phạt đúng tội. Tiền của chúng ta con lấy về rồi, nhưng muộn quá rồi. Nếu như năm đó chúng ta có thể lấy được số tiền này, em gái nhỏ tuổi đã không bị bán đi, mẹ cũng sẽ không vì tiền mà bị mắc bệnh nặng. Mẹ yên tâm, con nhất định sống thật tốt. Mẹ, con phải đi tìm em gái. Mẹ từng nói, mặc dù hai chị em con lớn lên không giống nhau, nhưng vết bớt hồ điệp vẫn giống nhau. Con nhất định tìm được con bé, cùng con bé sống những ngày tháng tốt đẹp. Hay là không xem nữa, vẫn là xem chút nữa đi. Không phải ông không biết, tôi từng nói với ông, bây giờ nếu như thực sự như vậy, chúng tôi cũng có ý định mở rộng, cũng coi như là việc tiện của cụ đại nương làm. Được.